sàn diễn đời và nghề. Nam Hiệp cùng với Ngọc Thu xin gửi lời chào tất cả quý vị và các bạn cùng đến với chương trình sàn diễn đời và nghề mừng xuân mới Giáp Thìn 2024. Tất cả ekip thực hiện chương trình xin chúc quý vị có một mùa xuân mới an lành, bình an và vạn sự như ý nha. Và trong những ngày đầu xuân chúng ta làm gì? Chúng ta sẽ có rất nhiều việc để làm, nhưng hãy dành 60 phút của ngày hôm nay để cùng đồng hành với chương trình sàn diễn đời và nghề. Hôm nay sẽ là sự quay trở lại của một nghệ sĩ Ngọc Thu nghĩ quý vị vô cùng yêu mến. Một năm rồi mới quay trở lại với sàn diễn đời và nghề. Nghệ sĩ này là ai chút xíu nữa chúng ta sẽ biết. Còn bây giờ thì xin mời ban nhạc của chương trình. Một phần hòa đường rôm rã cho những ngày đầu xuân mới Giáp Thìn của chúng ta. Và cảm ơn các nhạc sĩ đã đồng hành cùng với chương trình sàn diễn đời và nghề suốt thời gian vừa qua, cũng như là cùng hòa đường cho chương trình mừng xuân mới ngày hôm nay. Cảm ơn nhạc sĩ Văn Ngọc đờn sến, nhạc sĩ Hồng Đức đờn guitar và nhạc sĩ Hoàng Thuận đờn tranh sẽ hỗ trợ cho nghệ sĩ khách mời đầu xuân cũng như là cho những thính giả của chúng ta trong dịp xuân mới ạ. Dạ, và nghệ sĩ khách mời trong chương trình hôm nay là một trong những nghệ sĩ đã rất vinh dự nhận được 7 mùa hoa mai nở của giải Mai Vàng. Đó là ai? Ngọc Thu nghĩ quý vị đã biết rồi ạ. Xin mời bạn. Năm cũ sắp qua, năm mới cận kề, người xa trở về gia đình đoàn tụ, con cháu đông đủ đón rước ông bà sửa soạn cửa nhà gọn gàng năm mới. Đầu năm mừng tuổi chúc khắp mọi người một năm tươi vui hưởng nhiều lộc phước, sức khỏe là trước mới đến, tiền tài trẻ già gái trai sống đời sung sướng. Chúc mừng năm Giáp Thìn 2024. Quen không ạ? Dạ, Phỏng Minh Lâm xin gửi lời chào trân trọng đến với toàn thể quý khán thính giả gần xa. Và xin chào anh Nam Hiệp, chào chị Ngọc Thu và chào các anh và các chú nhà công ạ. Dạ, rồi, nói chung là năm nay thì chuông vàng nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm mang đến những câu chúc rất là rôm rã trong ngày đầu xuân, và cũng gọi là người song đức cho sàn diễn đời và nghề của năm 2024, năm Giáp Thìn. Hy vọng là chúng ta sẽ có một mùa sàn diễn đời và nghề thật là sung túc, thật là nhiều tình cảm ấm áp từ những khán thính giả mộ điệu của chúng ta. Trọng trách nặng nề lắm nha Lâm. Dạ, năm nào em hình như năm nào Lâm cũng song đức thì phải. Đúng rồi. Sự thật thì Lâm khá là bận rộn với các cái dự án của mình, biết như vậy cho nên là cũng ít mời á Lâm. Để dành cất cho kỹ, cuối năm mới mang ra xài. Chị Ngọc Thu ví con dữ quá. Những ngày đầu năm của 2024, Ngọc Thu và Nam Hiệp mạn phép gọi Võ Minh Lâm một lần với cái danh hiệu vừa được nhà nước phong tặng là danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Bởi vì Thu nghĩ rằng nó là một cái niềm vinh dự cho bất kỳ một người nghệ sĩ nào khi đã chọn đây là cái sự nghiệp của mình. Lâm chia sẻ gì về cái niềm vui này? Thật ra khi mà được nhận danh hiệu của nhà nước thì bản thân Võ Minh Lâm cũng như là các nghệ sĩ rất là hồ hởi, rất là phấn khởi, bởi vì mình đã có được một khoảng thời gian gọi là đã cố gắng hết sức mình và đã được ghi nhận. Và khi mà nhận danh hiệu rồi thì Lâm nghĩ rằng sắp tới đây mình sẽ còn phải trau dồi và học hỏi cũng như là rèn luyện nhiều hơn nữa, bởi vì gánh trên vai một danh hiệu thì bản thân mình thì mình phải ý thức được điều đó để cho mình hoàn thiện hơn từng ngày. Và đây là một cái niềm vui cũng như là một cái trọng trách lớn lao. Dạ, với danh hiệu nghệ sĩ ưu tú thì hy vọng là một năm Giáp Thìn của Võ Minh Lâm sẽ tiếp tục khởi sắc hơn nữa, đạt được nhiều dấu ấn và thành quả hơn nữa để tri ân cái nghiệp của tổ đã ban cho mình ha. Dạ, cảm ơn Nam Hiệp. Mà nói về Võ Minh Lâm thì tất nhiên quý vị cũng biết Lâm là một trong những nghệ sĩ trẻ gọi là cực kỳ năng nổ, và chẳng có giây phút nào mà thấy Lâm rảnh rỗi được một chút xíu nào luôn á. Nói chung là hoạt động liên tục với ở nhiều sân khấu,
và với nhiều vai diễn khác nhau. Nói về năm vừa qua của mình, Lâm cảm thấy như thế nào ha? Một cái năm hết sức là bận rộn của mình. Dạ, năm vừa qua thì đúng là như chị Ngọc Thu vừa nói thì có rất nhiều những cung bậc cảm xúc khác nhau. Và bản thân mình thì lúc nào mình cũng phải muốn vươn lên và mình phải vượt qua được những thử thách, những cái trở ngại, những cái chông gai để mà mình bước tiếp. Một năm vừa qua thì vui có, buồn cũng có và có rất nhiều những biến động đã xảy ra. Nhưng mà bản thân Lâm thì là người nghệ sĩ thì lúc nào mình cũng phải mang đến những điều tích cực đến với công chúng, đến với những khán giả mộ điệu. Cho nên là Lâm cũng gác lại những cái muộn phiền, những cái lo toan, những cái trăn trở của riêng bản thân mình để mình có thể mang đến những điều tích cực nè, và mang đến những cái vai diễn hay. Trong năm vừa qua thì Lâm cũng đã có nhiều những cái vai diễn bên kịch nè, cũng như là bên cải lương, cả về tuồng cổ, hồ quảng và xã hội. Thì ở một vai diễn, ở một vở tuồng thì bản thân Lâm thì Lâm cũng rất là thích, bởi vì khi mà mình nhận vai thì mình phải làm sao để mà mình có thể truyền tải được, mình phải tìm hiểu được những cái xuất xứ, xuất thân của nhân vật nè, và qua đó thì bản thân mình phải cảm được nhân vật và mình mới tự tin và bản lĩnh thể hiện nó. Gần đây nhất thì Lâm vừa nhận được giải mai vàng nữa. Thì đầu năm mới mà nhận được một cái bông mai dễ thương và xinh xắn như vậy thì bản thân Lâm thì Lâm thấy đó một niềm khích lệ và một tín hiệu đáng mừng trong năm mới. Bảy cái hoa mai vàng không phải là chuyện đơn giản. Ngọc Thu và Nam Hiệp nghĩ là Lâm luôn trách nhiệm với cái gọi là cái niềm tin á mà khán giả đã cho mình, cho nên là Lâm luôn cố gắng. Nói một chút xíu về giải mai vàng thì Lâm cảm thấy cảm nhận được cái tình cảm của độc giả cũng như của quý vị khán giả dành cho Lâm như thế nào? Lâm được 7 lần nhận giải mai vàng và 6 năm liên tiếp được cầm trên tay bông mai này. Thì phải nói bản thân Lâm thì Lâm rất là xúc động và bất ngờ bởi trước tình cảm của khán giả đã yêu thương và bầu chọn cho Lâm. Mà mỗi lần lên nhận giải như vậy thì Lâm cũng có hơi chút ngại ngùng. Không, thật sự hiểu. Thật sự thì cũng cái cảm xúc của mình á thì mỗi lần được vào đề cử thì Lâm đã thấy là rất là vui rồi, bởi vì qua một năm thì khán giả lại yêu thương và bầu chọn cho mình ở một vai diễn thì Lâm cũng không có mơ là năm nay mình sẽ được đâu. Nhưng mà phải nói rằng đó là một điều bất ngờ, và đó là một điều bất ngờ mà khán giả đã yêu thương và bầu chọn cho Lâm để Lâm được vinh dự cầm tượng mai vàng. Thì đây cũng là một cái một món quà hết sức là ý nghĩa và động viên tinh thần trong năm vừa qua của Lâm, bởi vì một cái câu nói rất là hay là đừng nghĩ xuân tàn hoa rụng hết, đêm qua sân trước một nhành mai. Thì cho nên là Lâm nghĩ rằng khi mà bạn có những cái trở ngại, những cái điều mà bản thân mình nghĩ không vượt qua được thì vẫn tự tin, vẫn lạc quan để làm sao ngày hôm sau mai vẫn nở. Dễ thương chưa kìa. Có thể nói là niềm vui, tiếp nối những niềm vui sau cái danh hiệu cao quý, lại tiếp tục là bông mai vàng lần thứ 7. Rồi chắc chắn là những cái niềm vui này nó tạo cái năng lượng cho Lâm để mình có một cái mùa xuân, mùa Tết mình diễn phục vụ đầy ắp những niềm vui và cảm hứng hơn dành cho những khán thính giả, đúng không? Dạ chắc chắn rồi. Và bây giờ thì Lâm đang chuẩn bị là tâm thế để mà mình kiếm thêm những cái vai diễn khó nữa, đúng những rồi. Vai diễn gọi là hóc búa hơn để mà năm sau biết đâu được đề cử. Trời, tính xa ghê không. Dạ. Rồi trong mùa Tết, mùa xuân mới thì Lâm có những cái vai diễn nào có thể giới thiệu cùng với những thính giả của chúng ta? Năm nay thì là một năm rất là lạ, bởi vì Lâm không có diễn nhiều bên sân khấu cải lương, mà Lâm lại có những cái lịch bên kịch rất là dài. Và điển hình là vở Thế Giới Đồ Chơi và Cậu Bé Rồng năm nay là năm Giáp Thìn, mà Lâm được may mắn giao cái vai là Tiểu Long Nhân, chú Bé Rồng. Tiểu Long Nhân nhỏ ghê. Cho nên là bản thân Lâm thì mình đã diễn rất là nhiều vai gọi là tính cách rồi, tâm lý nặng nề rồi. Cho nên là khi mà nhận lời tham gia một vở diễn dành cho thiếu nhi, các em bé nhỏ như vậy thì Lâm thấy rất là mới lạ và đầy phấn khởi, rất là phấn khích. Bởi vì mình diễn một cái tâm thế là mình không có phải là mang một tâm lý nặng nề nữa, mà mình làm sao cho thật là đáng yêu nè, dễ thương nè, hồn nhiên nè, để gần gũi với các bé. Và qua đó thì mình cũng truyền tải những cái nội dung, những câu chuyện ý nghĩa để có thể là vừa mang tính giáo dục, vừa cho các bé mang đến những tiếng cười, những cái niềm vui khi mà xem vở diễn này. Quan trọng là được trở về với tuổi thơ trong mùa xuân mới này, đúng không? Dạ, đúng rồi. Thu đi xem Lâm diễn cái bữa công chiếu rồi,
công diễn thì quý vị đi coi đi để biết con rồng này nhỏ như thế nào, xinh xinh như thế nào. Và một cái niềm vui khác nữa của Võ Minh Lâm trong năm vừa qua, cũng nhắc lại một chút xíu, thì đây cũng chính là cái vai diễn mà Lâm được đề cử giải Mai Vàng. Bởi vì đây là một vai diễn thực sự rất là khó, khó và nó sẽ bị so sánh. Bởi vì quý vị khán giả mà yêu cái vở diễn này thì sẽ nghĩ ngay đến một trong những nghệ sĩ mà đã rất thành công với vai diễn này, đó chính là vai Thông Ngôn Trần Hữu Liêm trong vở Cô Đào Hát, kịch bản của tác giả Nguyễn Thị Minh Ngọc, do đạo diễn nghệ sĩ Tú Hòa Hạ chuyển thể và dàn dựng. Nhưng mà Võ Minh Lâm thì Ngọc Thu cũng không tiếc để dành một lời khen tặng cho Lâm, vì đây là một vai diễn nó mình không so sánh, nhưng mà ở góc độ của một người trẻ thì nó mang dấu ấn của Võ Minh Lâm. Lâm chia sẻ như thế nào về cái vinh dự này và cái niềm vui này khi em được nhận một cái vai diễn chỉ có thể nói là nó khó, thử thách? Dạ, như quý vị đã biết, vở diễn Cô Đào Hát đã tạo nên dấu ấn của hai tên tuổi rồi, hai tượng đài. Đó là nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh trong vai Thông Ngôn Trần Hữu Liêm và nghệ sĩ ưu tú Phương Hồng Thủy trong vai Cô Đào Hát Cầm Thanh. Thì lúc nhỏ Lâm đã từng xem vở diễn này rồi và rất là thích. Bởi vì khi mà xem cô chú diễn thì Lâm không nghĩ đây là một vở diễn đâu, mà Lâm nghĩ đây là đời thực. Xem rất là tin vào cái số phận của người nghệ sĩ trên sân khấu và cả ngoài đời, rất là nhiều những sóng gió, những bi kịch và những thử thách. Cho nên là lớn lên thì khi mà sân khấu Cải Lương Mới Đại Việt bắt đầu là khởi động vở diễn này thì bản thân Lâm rất là phấn khích. Nhưng mà khi mình xem lại một lần nữa thì trời ơi, vô cùng khó. Bản thân Lâm thì Lâm nghĩ rằng mình là một khán giả đến với sân khấu và trở thành nghệ sĩ, rồi bây giờ kêu mình lại trở thành một người khán giả và hâm mộ nghệ sĩ. Và giống như chị đã biết, mình đã trải qua rất là nhiều cái cảm xúc, và mình đã trở thành một cái bản phiên bản mới rồi. Và bây giờ phải trở lại là một người khán giả để hâm mộ nghệ sĩ thì có rất nhiều những cái điều mà phải nói rằng mình phải tập lại từ đầu. Dạ, mặc dù ở ngoài đời thì Lâm cũng rất là ngưỡng mộ rất là nhiều cô chú nghệ sĩ, nhưng mà để trở thành một khán giả gọi là chỉ hâm mộ nghệ sĩ thôi và không biết ca hát gì cả, cho nên là một cái điều đó khiến cho Lâm tạo nên một thử thách. Và qua nhiều những cái trường đoạn mình phải bảo vệ của Cầm Thanh nè, rồi khi mà bị đánh rồi bị điên loạn, và vừa điên vừa tỉnh nửa mê như vậy thì có rất nhiều những cái tâm lý rất là khó, rất là phức tạp, và Lâm lúc đó là muốn trùng chí và muốn bỏ cuộc. Sau đó thì đạo diễn nghệ sĩ Tú Hoa Hạ đã động viên, đó là không sao, chú Vũ Linh thì có một cái phiên bản của chú, nhưng mà con thì con sẽ có một cái vai diễn Liêm Thông Ngôn của con. Đúng rồi. Cho nên là con đừng có tự ti và đừng nghĩ mình sẽ trở thành bản sao của chú, mà mình hãy làm những điều gì đó mà bản thân mình nghĩ là đúng, là hợp lý. Cho nên là khi mà được lời động viên của cô và soạn giả Hoa Song Việt thì Lâm cũng đã tự tin để mình đi theo một cái hướng đi của bản thân mình. Mặc dù là khi Lâm chọn đi cái hướng đi riêng của mình thì Lâm cũng xem rất là nhiều lần cái vở diễn này của nghệ sĩ Tú Vũ Linh và nghệ sĩ Tú Phương Thủy. Thì khi mà cái xuất diễn đầu tiên mà công diễn thì bản thân Lâm rất là bồi hồi và khó tả, bởi vì cứ đâu đâu vang vọng cái lời ca tiếng thoại của nghệ sĩ Tú Vũ Linh. Và cái đêm đó phải nói là một đêm rất là đáng nhớ. Bởi vì khi mà qua từng cảnh nhận được những tràng vỗ tay của khán giả, và lúc nào trong đầu, trong tai của Lâm cũng văng vẳng tiếng của nghệ sĩ Tú Vũ Linh ca và thoại. Cho nên là Lâm nghĩ rằng có lẽ là Tổ Nghiệp Thương cũng như là Cộng Năm vẫn luôn theo dõi ở bước đường của Võ Minh Lâm cũng như là của các anh chị nghệ sĩ khi mà thể hiện lại vai diễn này. Thì khán giả đã đón nhận rất là nồng nhiệt, và hôm đó thì có cả những thầy, những cô, nhân dịp ngày 20 tháng 11 nữa, thì bản thân Võ Minh Lâm vô cùng xúc động và bồi hồi. Nghe Lâm nói xong cái mình có cả cảm nhận giống như là cái áp lực của Lâm là rất là lớn luôn. Dạ, khi mà Lâm nhận cái vai diễn này rồi. Nhưng mà cuối cùng thì như Lâm đã thấy, báo chí, truyền thông cũng như khán giả đã đón nhận rất là tích cực, và dành cho Lâm những lời khen tặng, mình có thể dùng cái từ là có cánh luôn á, đúng không? Dạ. Và Mai Vàng cũng đã nở. Mai Vàng đã nở. Dạ. Dạ, nhân đây thì Lâm cũng xin được cảm ơn ban tổ chức Báo Người Lao Động nè, cũng như là tất cả quý khán giả gần xa đã yêu thương và bầu chọn cho Võ Minh Lâm để Lâm được
7 lần nhận bông hoa vàng. Rồi năm qua Lâm còn có một cái vai diễn nữa trong vở cải lương Xuân Về Trên Đất Thăng Long, một cái vai diễn Lâm diễn vai ác nha. Mà rất là, nói chung là khi mình xem Lâm diễn thì mình thấy là vào cái vai này nó ác, nhưng mà khi mà coi á, mình có thể thương được cái nhân vật này. Lâm cảm thấy như thế nào khi lần này Lâm không vào vai chính diện mà vào vai phản diện? Dạ đây là đây là ý của thầy Bạch Long. Thầy Bạch Long đã có lời mời Lâm về sân khấu Đồng Áo Bạch Long để tham gia vở diễn này. Và khi mà nhận vai Phạm Khanh á, thì bản thân Lâm cũng có chút đắn đo và lăng tăng một chút, là bởi vì sao mà thầy lại giao cho Lâm cái vai diễn ác trong khi là còn vai Nguyễn Huệ nè, rồi vai Trần Quang Diệu nữa. Thì tại sao lại giao cho Lâm vai diễn này? Thì thầy nói là không đâu con, cái vai diễn này rất là hay, vai Phạm Khanh này thì vẫn có lòng trung với vua, mặc dù là phò sai người thôi. Cho nên là khi mà Lâm tìm hiểu được những tâm tính của nhân vật Phạm Khanh thì mình phải làm sao cho bản thân mình là phải lý giải được những điều là tại sao Phạm Khanh lại đối đầu với Bùi Thị Xuân và lại đi sai hướng như vậy. Cho nên là dù ác hay là dù hiền thì vẫn có những điều khiến cho nhân vật trăn trở và khán giả phải làm sao thấu được và thông cảm được, thì mình đã có một phần thành công. Thấy con mắt là ác liền luôn. Vừa xuất hiện trên sân khấu Lâm liếc qua hai cái là biết đóng giả ác liền luôn. Dạ không phải, tại vì gặp thanh kiếm của vua bang ngày xưa, thanh kiếm giết giặc ngày xưa, cho nên là khi ai được nhận thanh kiếm này á, thì là mang một trọng trách rất là lớn, là một người gọi là sẽ trở nên là đứng đầu. Cho nên là bản thân mình thì Phạm Khanh mà có một chút tham vọng, cho nên là khi mà Bùi Thị Xuân không trao kiếm cho mình là mình bắt đầu mình có một cái gì đó là mình không đồng ý rồi. Và có nhiều cái tâm lý của nhân vật Phạm Khanh này khi mà mình tìm hiểu rồi thì mình cảm thấy là mình đồng cảm, mình thương nhiều hơn là mình giận. Và hy vọng trong năm mới này thì mình có thêm nhiều vai phản diện nữa ha. Dạ. Em có đồng ý không? Đồng ý. Cái hướng này không? Dạ đúng rồi, biết đâu đạo diễn giao cho em vai Nam Hiệp thì sao? Ồ, đang khen anh đó Hiệp. Bởi vậy anh nói là giao vai phản diện đồng ý không? Đúng không? Cặp mắt của anh Hiệp nhìn qua Lâm cái ác liền. Đó, bây giờ mời thính giả giao lưu với Phạm Minh Lâm nha, trước khi đặt những câu hỏi tiếp theo cho Lâm, bởi vì vẫn còn nhiều cái vai diễn khác nữa mà muốn chia sẻ cùng với tất cả quý vị thính giả. Bây giờ xin mời thính giả đầu tiên sẽ kết nối cùng với chương trình. Alo. Alo. Dạ, em Ngọc Thu, kế bên em là anh MC Nam Hiệp. Xin được gửi lời chào đến anh ở đầu dây bên kia ạ. Anh Nguyễn Trọng Dũng đây. Anh Nguyễn Trọng Dũng, sáng nay mình giao lưu với nghệ sĩ Võ Minh Lâm. Bây giờ anh có thể trực tiếp đặt những câu hỏi cho Võ Minh Lâm nha. Rồi. Dạ chào anh Dũng ạ. Anh chào Lâm nha. Dạ. Anh là bạn học cùng với thầy Hải Long á. Dạ. Cũng học trường sân khấu năm 93. Năm 93. Năm 93. 30 năm rồi hả anh? Wow. 30 năm rồi, nhưng mà bây giờ thì cũng không có theo nghề. Thích thì đi hát chơi cho vui thôi. Dạ. Còn Lâm thì anh biết là từ 2006, Lâm thi 2006 Lâm nhờ. Dạ đúng rồi đó anh. Đúng rồi, Lâm hồi đó được đoạt huy chương vàng. Thì Lâm một cái bước đi giống một người ta phải đi đường vòng, nhưng mà Lâm đi một đường thẳng. Anh rất là mến mộ Lâm. Mà cũng vừa người là vừa giỏi giang, vừa kép đẹp, vừa ca hay. Tất cả những cái đó là không ai chê được Lâm. Cho nên là 7 cái bông mai là tuyệt vời rồi. Thôi dữ. Dạ, cảm ơn anh. Rồi, anh cũng chúc Lâm là năm mới nè, có nhiều vai diễn mới để đời. Và khán giả thật ngưỡng mộ mình, sang năm chuẩn bị có bông mai thứ 8. Lâm cảm thấy sao? Dạ, Lâm chuẩn bị tâm lý từ bây giờ. Cảm ơn Vũ rất nhiều ạ. Thầy áp lực quá, áp lực cho Lâm. Cái đà này Lâm đi một đường thẳng, không có đường cong đâu Lâm ơi. Nhưng mà cố gắng gìn giữ sức khỏe như vậy là tuyệt vời rồi nha. Dạ, em cảm ơn anh Dũng. Rồi. Anh ơi. Ơi. Cho tụi em hỏi ngược lại chút xíu. Giọng anh Dũng là giọng người Bắc phải không ta? Anh Dũng. Anh người Bắc á, người Thanh Hóa. Người với anh bên tổng giám đốc Thanh Bóng Đầu Trâu á. Rồi, thì cái con đường nghề của anh thì nó sao, nó trúc trắc hàng sao hay là vấn đề gì anh hả? Con đường nghề thì nói chung là ngày xưa là mê nghề quá, nhưng mà con cái là mình thì giọng ca thì không có được xuất sắc, cho nên mình vợ thôi mình yêu nghề, nhưng mà mình vẫn cứ thỉnh thoảng mình ca hát.
là tủ đại cho mình rồi. Còn bây giờ để mà theo nghề thì thích thì đi hát thôi, chứ còn mà để đi theo với Lâm thì chắc dạ tại anh Dũng mệt lắm. Tại anh Dũng khiêm tốn thôi, chứ mà Lâm nghe giọng của anh Dũng á, khi mà hát những bài nhạc á, nghĩ là sẽ rất là hay đúng không anh Dũng? Không, nói chung là hát, nhưng mà có cái là mình không lâu lắm mình không hát, cho nên là nhịp không chắc, cho nên là cũng hay bị rớt nhịp, cho nên là sợ. Dạ, nhưng mà em đang rất là nóng lòng muốn nghe anh Dũng ca ca phong cổ tặng cho em và mọi người được không ạ? Dạ được, bây giờ ca cái bài Tình Nghệ Sĩ. Wow. Dạ. Anh hát câu mấy đi anh? Anh hát 1-2 đi. Hát 1-2. Lâm thuộc Lâm không? Lâm thuộc Lâm. Một mình đại hát không dám hát với Lâm. Giờ dễ thương quá rồi. Còn một câu 2 Tình Nghệ Sĩ. Tôi không dám chỉ mình là tư mà thương nhớ. Mơ ước mong cầu hoàng để có càng không dám có mình dịu dàng hiểu cao thân lũ thủy của ba nhà nhưng có một lần sang sông Mỹ Thuận tiếng đàn và giọng ca của ông lão ăn xin đã khiến lòng tôi day dứt về thân phận nổi trôi của kiếp tơ tầm. Chành lòng thương mới cùng phần ca tầm, ông lão hát lại bài hát cũ mang mang nỗi buồn người tha thương ta cũng tha thương, còn nhạc sĩ ta cũng là nhạc sĩ. Mưa vô tình rơi từng giọt mong đông, những cuộc đời ông đến đất đây đó. Đàn ông quyện trong cơn mưa lác đác, dòng của ông đã lãng phí hơi tàn. Tâm tư riêng dồn vào mấy cung đàn, mang tâm sự thắp nhờ đời sao tan. Nên chúng ta buồn làm thế tình khắp qua đường ai biết ai hay ai buồn lòng cho cảm để đâu bàn tình ông tôi là thân hệ thì đem cho hà đời hay quá anh Dũng ơi. Dạ. Nghe tiếng đàn nhỏ nghe không nghe đàn được. Anh Dũng anh khiêm tốn quá chừng luôn. Ôi hay quá chừng. Lúc nãy là Lâm nói là giọng anh ca nhạc hay, mà khi mà anh nghe anh ca rồi thì biết là anh ca giọng cổ cũng hay quá trời luôn mà. Dạ. Sao nói theo nghề uổng quá. Em nghe anh ca với mày giọng của nghệ sĩ Linh Tâm đó anh. Linh Tâm hả? Trời ơi, Linh Tâm cũng thích giọng Linh Tâm mà giọng mình không quá ấy, tại vì lâu không hát nên là nghe nhịp, tại vì nghe nó tha quá không nghe rõ được nhạc. Dạ. Tại vì nghe chứ còn bây giờ để mà
đếm nhịp thì không đếm được, chỉ nghe được ca thôi. Mà sao cái lúc anh nói chuyện với cái lúc nó hát êm quá Lâm hả? Dạ đúng rồi. Êm thì tại ngày xưa thì khi vô trường mình học tiếng nói sân khấu thì mình là nói giọng nam, còn bây giờ là mình nói giọng quê luôn chứ không có nói giọng nam nữa. Ủa quá anh ơi, giá như anh theo nghề là bây giờ em là em ngưỡng mộ luôn á. Em cảm thấy Lâm nhiều tại vì luôn. Tại vì Lâm biết sao không, bây giờ anh ấy ngưỡng mộ Lâm thì có dịp anh em mình sẽ gặp lại. Gặp Lâm, tại vì anh cũng hay đi với cùng thầy Hải Long đó. Dạ. Hồi xưa nếu mà anh chịu khó đi đường vòng, anh đi đường thẳng không được, đi đường vòng. Là giờ có nghệ sĩ Trung Dũng rồi. Trọng Dũng hả? Hôm nay thì nghệ sĩ Trọng Dũng nhiêu tuổi ra nè? Thôi trời ơi, năm nay là nhiều rồi, năm nay là hơn thầy Lâm 3 tuổi, 54 tuổi là thôi. Sao tự nhiên nói một câu mà ra tuổi của hai người luôn vậy? Để hỏi tuổi vậy để biết coi là vào tuổi đấy thì Lâm chương vàng của chúng ta như thế nào. Dạ vào tuổi đấy thì không biết như thế nào, mà vào tuổi này là Lâm hát hết nổi rồi. Rồi bữa nay được Lâm em mừng quá này. Cái này là cũng đang thâu luôn đó, để cái ghi âm này để lúc nào cũng nghe, để nhớ đến Lâm đó, là mình bầu cho Lâm để xem mai mốt là sẽ bông mai vàng thứ 8 Dạ, em vẫn chơi thôi chứ không dám mơ ước đâu. mơ ước sẽ là ước mơ sẽ được. Dạ nói chung là Lâm có một phiếu từ anh Trọng Dũng rồi á, cho mùa mai năm sau. Dạ chắc rồi, chắc là 7 năm nay là năm nào cũng bầu cho Lâm một phiếu mà. Cảm ơn anh, em được một phiếu thứ hai nữa, chị Ngọc Thu đó. Còn anh Nam Hiệp cứ nhìn em cứ liếc quấy hoài luôn. Chưa giao lưu với Lâm rồi thì chắc chắn là những người bạn, những người thân, những khách hàng thì chắc chắn là sẽ bót cho Lâm luôn. Thôi kìa, thấy chưa Lâm, anh vận động bà con hàng xóm gia đình luôn ha. Không phải bà con hàng xóm mà Lâm ơi, khách hàng của anh là 1.000 khách hàng lần nha. Được em chịu. Em xin nói cái này nha. Nãy giờ nói chuyện được 10 phút mà được 1.000 ngàn view. Bây giờ mình thêm 10 phút nữa đi anh, lên 2.000 khán giả. 1.000 view đây là ngày trước là một view thôi nha. Còn bây giờ mình đã giao lưu rồi, đã hiểu được rồi thì chắc chắn là 1.000 đó chắc chắn có. Dễ thương. Thôi cảm ơn anh rất nhiều. Rồi chúc mọi người trong ban biên tập là năm mới dồi dào sức khỏe, làm ăn gặp nhiều may mắn phát tài. Tất cả những chương trình của mình lúc nào cũng khán giả theo dõi cũng qua ủng hộ rất là nhiều. Dạ. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh rất nhiều luôn. Rồi, anh có lời chúc gì cho Võ Minh Lâm không nè? Chúc Lâm là năm mới nè, dồi dào sức khỏe này, có nhiều tin vui nè, tất cả những chuyện buồn năm cũ thì sẽ qua đi, năm mới những tất cả những may mắn từ giờ trở đi lúc nào cũng tràn đầy sức sống, cũng là nhiều niềm vui và những vai để diễn để đời là tiếp tục sẽ có rất là nhiều. Và khán giả lúc nào cũng bình chọn cho Lâm, tất cả những người hôm nay làm chương trình là nhiều sức khỏe. Dạ. Nãy giờ nói chuyện với anh, em đã gặp được bông mai vàng thứ 8 rồi đó. Rồi, chắc chắn là Lâm. May mắn quá. Lâm anh đi, anh không nói thôi, nói là lời nói là như đinh đóng cột là Lâm sẽ được bông vàng thứ 8 chắc chắn. Dạ. Wow. Nãy giờ nói bông mai vàng thứ 8 là anh đó, anh rất là may mắn với em luôn. Không, nhưng mà thiệt đó, tại vì anh biết chắc chắn là sẽ được, tại vì tất cả khán giả rất là thương Lâm từ hồi đó giờ, lúc nào cũng năm nào cũng thương, nhưng mà người ta không thương cho trót năm thứ 8. Hay quá. Dạ, cảm ơn anh. Dạ, nói chung là tụi em sẽ ráng giữ kết nối với anh Trọng Dũng ha. Dạ. Để giữa năm nè, rồi cuối năm để nhắc anh dụ cái mà ngàn view. Ngàn vote để cho Võ Minh Lâm chúng ta nha. Nhớ đồng hành cùng với chương trình nè. Tại vì ngày trước cũng có lên đài mấy lần là chị Ngọc Mai còn làm đó. Dạ. Kêu thâu, nhưng mà hồi đó chưa dám thâu đài. Bây giờ dám chưa anh? Không dám luôn. Bây giờ dám đó, bây giờ dám. Nghe đàn trực tiếp dễ nghe hơn, còn đây thì nghe quá nhỏ không nghe được. Dạ. Nào đủ duyên anh em mình thu bài luôn anh ha. Ok, cảm ơn Lâm nha. Anh hy vọng là có cái bài đó để anh em mình là thâu, để anh nhớ mãi, khi chết cũng mang theo luôn đó. Trời ơi. Anh Trọng Dũng là đang ở đâu ạ? Anh ở Vinh Thạnh, Thanh Đa. Gần Lâm ơi. Nếu vậy thì khi nào mà có dịp đi chung với thầy Hải Long thì anh em mình kết nối để mình thu một bài tặng cho anh Hiệp với chị Thu anh ha. Ok nha, Lâm nhá, Lâm nhớ, Lâm hứa nha, Lâm hứa thì chắc chắn là sẽ 1.000 view để bầu bờ. Dạ, cảm ơn anh. Chị thương như sợ rồi, tạm biệt anh. Chúc anh năm mới nhiều sức khỏe. Chúc mọi người tiếp tục chương trình ha. Dạ, cảm ơn anh Dũng.
Rồi, cảm ơn anh rất nhiều. Một cái người hết sức là vui vẻ và song đất, rất là gọi là song sáo luôn. Song sáo mau mắn đầu năm lắm ha. Dạ. Rồi bây giờ xin mời thính giả kế tiếp sẽ kết nối với chương trình và giao lưu với Võ Minh Lâm ạ. Alo. Alo. Chị tên là Trúc Đào, chị đến từ Bình Phước. Hồi nãy anh Dũng đến từ Bình Thạnh, chị đến từ Bình Phước. Cô ơi, cũng Bình. Cũng Bình luôn, Bình luôn mà xa quá. Dạ. Năm mới là xin kính chúc quý anh chị, quý khán giả chương trình Sàn Diễn Đời Và Nghề một năm mới nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng. Dạ, em cảm ơn chị Trúc Đào. Cảm ơn chị nhiều lắm. Rồi đó, Lâm ở đây rồi, chị có câu hỏi chị đặt cho Lâm không ạ? Rồi, cũng nhân dịp đầu xuân mới, sau những vinh dự cao quý, vậy Võ Minh Lâm đã có những dự kiến và những chương trình mới nào để ra mắt quý khán giả trong năm mới không ạ? Dạ, cảm ơn chị. Thì qua mỗi năm, hình như là năm nào Lâm cũng cũng có những cái kế hoạch để cho mình có những cái vở diễn mới nè, những vai diễn lạ hơn và nặng ký hơn để phục vụ cho khán giả. Và hầu như là những vai diễn sân khấu thì mọi người không có được xem, chỉ ai những ai đến mua vé thì mới được xem thôi. Còn ở trên truyền hình thì hầu như là những cái vai diễn đó là mình được mời, cho nên là nhiều khi những cái vở đó gọi là nó chỉ là diễn mang tính chất phục vụ nhiều hơn, chứ không phải là bán vé. Như là mình có những cái vai diễn, những cái xuất diễn nó hoành tráng, nó đáp ứng được cái nhu cầu giải trí và thị hiếu khán giả. Cho nên là Lâm thì Lâm cũng làm sao cố gắng để mà mình vừa có thể là có những cái vở diễn trên truyền hình nè, rồi những cái vở diễn sân khấu để cho khán giả có thể mua vé đến xem. Bên cạnh đó thì Lâm sẽ cố gắng làm sao để mình song sáo hơn trong cái việc là quay thêm nhiều MV để post lên YouTube phục vụ cho bà con gần xa nữa. Và năm mới này thì Lâm sẽ bắt đầu là tranh thủ quay những cái trích đoạn mới vũ đạo nè, rồi tuồng cổ để đáp ứng được những cái lời yêu cầu từ khán giả, những người mà đam mê loại hình tuồng cổ. Như hồi nãy là chị cũng có nghe Võ Minh Lâm san sẻ là năm mới là có đóng một cái vai thiếu nhi Tiểu Long Nhanh rồi đó. Chị nhớ là hồi những năm 87-88 là chị coi cái phim thiếu nhi Tiểu Long Nhanh á. Trời ơi, những năm đó là cái phim đó nó rất là nổi tiếng. Đúng rồi. Chị mà nhà không có tivi phải đi qua hàng xóm coi, phải tranh thủ ngồi trước hàng coi. Dạ, nhưng mà nếu mà chị nhìn thấy phiên bản Tiểu Long Nhân, Võ Minh Lâm, dạ thì chị cũng nhớ mình chuẩn bị cái tâm thế trước nha chị. Nhiều khi nó không giống như ký ức tuổi thơ của mình đâu chị ơi. Anh hiểu ý vậy là ý sao? Lâm ơi, em có phản hồi gì hả Lâm? Chị quên luôn cái bản gốc luôn. Cũng chúc cái vai diễn Tiểu Long Nhân phiên bản mới này sẽ ghi vào lòng người thêm những y như là những người hâm mộ của cái phiên bản cũ rồi nhiều hơn nữa. Dạ, em chỉ mong sao là các bé thiếu nhi đừng sợ hãi là vui rồi. Rồi chị ơi, chị rảnh không hay lên mà chị coi để chị được một tận mắt một sở thị con rồng nhỏ Võ Minh Lâm chị hả? Rồi chị cũng tranh thủ, chị sẽ đi đến chị phố để chị theo dõi cái vai diễn này. Dạ, nói chung là Tiểu Long Nhân này cũng phải ăn kiêng nè chị, bước ăn lại rồi tập gym rồi thể thao dữ lắm đúng không Lâm? Mệt quá. Dạ, từ ngày đóng kịch thiếu nhi là em bỏ gym luôn rồi. Em ăn nhiều vô cho máu phúng phính dễ thương giống anh Nam Hiệp á. Dạ, nhưng mà nói lên cục cục có thể là không có làm Tiểu Long Nhân được đâu. Dạ. Chị Ngọc Thu ơi, chị dẫn chương trình mà thấy chị cười quá hả chị? Tại vì mất cười quá chị không nổi. Rồi chị quay trở lại với chuyên môn của mình đi chị. Quay rồi, trở lại đi. Đến với lại chương trình hôm nay là chị xin hát với Võ Minh Lâm. Cái đoạn Chiến Chống Mê Linh đi. Đoạn cuối ha Võ Minh Lâm. Đoạn cuối là đoạn nào chị? Tại vì phu đoạn nhân cuối. Đúng không chị? Ừ, đúng rồi. Phu nhân ơi, khăn chân đêm nay. Đúng rồi, đúng rồi. Đó đúng là tiếng quân rồi đó. Dạ rồi, chị hát từ, chị hát chị ngâm thơ hả? Rồi, vô, chị vô lối đi rồi, chị vô giọng cỡ. Rồi. Dạ, em xin mời ban nhạc hỗ trợ.
thời phố tây. Sắt tường thành phố tây không thể nào thấy được, nhưng tâm linh chàng sẽ cảm thông. Nay thiết giọng bàn thờ trước cửa liên lâu thành, hương khói nhạc xin chàng dân gian. Nhớ năm xưa chúng ta cùng nhau hiệp tâm, đã lại nhau ba lại đi dày cuộc trăm năm. Thời gian qua thiết chưa từng lỗi đau giờ phiền, chàng tưởng vẹn nghĩa tình phố tây. Chàng giới thiết đã cùng chung chi hương, giai kề giai dân nằm nông sông. Nhưng ai ơi chi nay chưa kịp đoàn thì đường hắn vô tất cả lạnh lạnh căng tan trắng lên đầu. Lại thương nhất thiết tinh ta tội, về trong đồ hoa tài cứu nổi phu quân. Lại thứ hai thiết tinh được thư thông, về đã đau lòng té trong người bạn tình trăm năm chăng gông. Ôi trời liên áo chưa trong trần mà đất mê linh qua ná dội thương sầu. Hay quá, hay quá chị ơi. Phu nhân, phu nhân, phu nhân ơi, thằng trong đêm nay sẽ làm trận tranh tâm sự, vậy thì bà lại ta từ qua phu nhân cũng đã trọn tình vẹn nghĩa. Đứng trên vàng quả ta nguyện là mồi cho lửa đỏ để bao người chiến sĩ hiên ngang không chậm bước quay hùng. Lần gặp gỡ nhau đây là lần gặp gỡ sau cùng, ta cảm ơn tất cả đã tạm đình đứng đi bảo toàn mang sống cho ta, dù chỉ trong phút giây ngắn ngủi. Nhưng nào hãy ra lệnh cho nghĩa quân anh hùng nổi trong đồng đi, nổi trong tân công đi, tân công trong tiếng cười ngạo nghễ để đưa tiếng hồn ta đi trong tiếng trống hoài hùng. Kìa phu nhân, tại sao nàng vẫn chưa chịu dung thương? Ắt hẳn nàng vẫn không quên mấy lời trong đêm giả biệt. Đêm nào chắc đâu lời nguyện nếu ta
sạch môi thủ chúng, quán nhân rửa sạch môi thủ chúng. Hãy hãy lắm phu nhân ơi, đó là lời mà vợ chồng ta thường nói. Vậy thì nàng còn chần chờ chi nữa, chần chờ chi mà không nêu tấm gương sáng đó để cho ngàn sao hậu thế soi cùng. Phu nhân sống tháp là chuyện đi về, hợp tan là trò dấu bể, tất cả đều không đáng kể. Mà chuyện đáng lo là sự trường tồn của dòng dõi hùng vương. Hỡi ba quân tử sĩ, dạ, ta đã làm tròn đạo nghĩa vợ chồng, giờ ta ra lệnh tấn công, dù phải hy sinh phu tướng. Phu huynh, xin chàng hãy hiểu cho nỗi lòng của thiếp. Đem lệnh tấn công. Dạ. Trời đất ơi, wow. Ôi hay quá à. Hay quá chị ơi. Sáng nay Lâm hên lắm, Lâm có biết không? Hôm nay là Lâm toàn được diễn kiến những cao thủ võ lâm. Ai ca cũng hay hết trơn, làm ca chung bị khớp quá trời luôn. Mới đầu xuân không? Năng lượng dữ dằn không? Đúng rồi, nhiều khi ca chung với chị Trúc Đào á, người ta tưởng em là khán giả giao lưu. Chuyên nghiệp quá Lâm ha. Đúng rồi đó chị. Chị rất nói chim tốn quá à Minh Lâm ơi. Dạ. Chị còn muốn giữa Minh Lâm là sang sẻ cho chị là một dạ cánh mai thôi. Chị ca hay lắm. Một cánh mai. Chị chỉ ca hay sao chị Ngọc Thu thôi. Em hay ghê, em hay ghê vậy lắm, hay ghê không, vậy lắm. Không mà Ngọc Thu tấn công không lại chị đâu. Nói chơi với chị Trúc Đào ca hay quá, hay giọng quá rất chừng là hay. Ừ. Nãy giờ nghe mà tưởng là nghệ sĩ ngày xưa hát không luôn á. Chính xác. Chính xác, nhưng mà hôm nay Lâm cũng ca rất hay ha, câu vọng cổ này. Câu vọng cổ này Ngọc Thu chưa nghe Lâm ca bao giờ. Dạ dạ, nãy giờ nghe rồi đó. Là đây là lần đầu tiên á hả? Ờ, hay quá chị. Em cảm ơn chị Trúc Đào đã dành cho tụi em một phần giao lưu ngày đầu năm rất là dễ thương và hát rất hay. Dạ cảm ơn nghệ sĩ Trúc Đào. Chị cảm ơn Nguyễn Minh Lâm. Dạ, dạ. Ngọc Thu với lời cảm hiệp. Năm mới em chúc chị Trúc Đào và gia đình nhiều sức khỏe nè. Lúc nào công việc cũng thuận lợi, thành công và vạn sự như ý, làm ăn phát tài chị nha. Rồi chị cũng chúc Võ Minh Lâm một năm mới là có nhiều nhiều hơn nữa, thành đạt hơn nữa. Dạ, cảm ơn chị nhiều lắm, nhờ em nhắc tuồng chị nhớ. Không nhắc tuồng. Rồi, hy vọng là chị và Võ Minh Lâm có dịp hội ngộ tại Bình Phước luôn nha, hoặc là chị lên đây chị coi Tiểu Long Nhân. Nha. Rồi, chuyến này chị đi thì phố gặp Võ Minh Lâm. Cảm ơn chị nhiều lắm. Dạ, cảm ơn chị. Không hiểu sao mà hôm nay Lâm với lại các thính giả mà hát giao lưu mà toàn là hát hay không biết chứ, song ca nhưng mà cái nó không có bị không bị lệch nhiều cái tông với lại cái điện thoại á Hiệp. Dạ. Anh ha, anh hay nói câu gì Hiệp? Câu mà anh hay nói tổ điện thoại. Thằng điện thoại phù hộ. Cho nên ca rất êm, rất là trong. Đó. Rồi bây giờ xin mời một thính giả giao lưu nữa nha. Chắc là thính giả cuối của chương trình rồi. Alo. Dạ anh chào chị Thu, anh Hiệp, chào nghệ sĩ Võ Minh Lâm. Ai đó? Dạ em tên Kim Như, Tiền Giang chị. Sao, hay... sao giọng em hơi trầm hơi bị buồn. Em nghe tiếng trống dạ, bị lên xong em hơi trầm vậy. Dạ chắc tại chị Đào với Võ Minh Lâm hát hay quá làm khớp. Làm khớp. Nãy giờ em có nghe hai anh chị đi ca không? Dạ có chị. Ồ. Với lại tại em cũng chuẩn bị làm những món đèn Tết á, nên thiếu ngủ nên em hơi bị buồn ngủ chị ơi. Ủa, Kim Nhu làm món gì ăn Tết vậy? Kim Nhu làm nhiều món lắm, Minh Lâm, nào là dưa kiệu nè. Wow. Rồi nào là mứt Tết, mứt me, nó những cái các loại mứt chua chua đang Tết á. Ngon quá vậy. Nói tóm lại là em đừng có nói về đồ ăn với Võ Minh Lâm nha. Ủa mày, có bán không? Lâm ủng hộ. Nói chung là Kim Nhu chỉ làm ăn thôi, Minh Lâm ơi, không có bán. Hay tặng đi.
Tiếc quá. Đúng rồi, đúng rồi, tặng mình được tặng đó, đi. Lắm. Dạ. Tặng Tiểu Long Nhân người ta thích ăn mấy món đó lắm chị ơi. Dạ. Với lại tặng anh Hiệp Chị Thu nữa nè. Không, anh Hiệp Chị Thu không ăn đâu, không thích đâu. Ừ, không, cứ tặng đi rồi về cho Lâm. Rồi, à, Kim Nhu ơi, em có câu gì muốn đặt cho Lâm không? Em có câu hỏi cũng rất quen thuộc. Quen thuộc. Minh Lâm có về đây biểu diễn không nè? Nữa hả? Dạ. Ở đâu? Dạ, Cái Lậy á anh Hiệp. Cái Lậy Tiền Giang á. Thường thường thì Lâm cũng ít dịp được về biểu diễn ở các tỉnh lắm. Ừ. Mặc dù cũng có nhiều lời mời nhưng mà bản thân Lâm thì Lâm lại mê diễn tuồng. Cho nên là tối ngày cứ đóng đô ở Sài Gòn để mà tập vở, tập bài. Cho nên là nhiều khi là có về thì về những lúc như là Tết hay là những chương trình gì đó thì Lâm có về. Thì Cái Lậy Tiền Giang Lâm cũng được về mấy lần rồi. Ừ. Và bà con đó thì rất dễ thương nha. Hát vùng cổ cũng rất là hay nữa, đúng không Kim Nhu? Bà con hay vùng cổ rất hay nhưng mà Kim Nhu thì Kim Nhu không dám tự tin. Thôi Kim tốn quá. Bây giờ vẫn còn run nè. Không có đâu. Nhiều khi đi vùng nào Võ Minh Lâm cũng nói câu đó đó. Không có, đặc biệt là Hoa hậu thân thiện. Thôi không mấy giờ ngày mai nè. Ngày mai Võ Minh Lâm cùng ekip thực hiện chương trình Về Nhà Nhu biểu diễn đi, khỏi đi đâu. Thôi bây giờ hôm nay nè, mình biểu diễn cho khán thính giả gần xa coi luôn đi. Được không? Được. Rồi mình coi không được thì mình nghe thôi. Ừ, đúng rồi. Vậy mình ca cái gì đây? Dạ em hát bài Duyên Quê á chị. À, Duyên Quê thuộc Duyên Lâm. Có cho Lâm hát không? Cho chứ. Em hát chung mà. Ủa vậy, ủa vậy hả? Cho Lâm cơ hội đi Kim Nhu ha. Lâm chỉ mời lời thôi, được hát. Lâm khát khao được mời. Tài Lâm bắt đầu bấm nữa đây. Ủa mà Duyên Quê nào ta? Dạ Duyên Quê của Thanh Tuấn Cẩm Tiên á chị. À, Hồng ơi đúng không? Rồi Lâm mời ra rồi. Của Hồng đó. Anh Thanh anh đang ngóng mong gì đó phải không em? Dạ. Rồi xin mời phần hỗ trợ của ban nhạc. Hồng ơi mang theo chiếc lòng chim sơn xanh sơn đỏ, đôi má em hay hay như ánh mặt trời lên sau mái nhà tranh nho nho đồng sương mờ. Ngồi xuống đây nghe em nói chuyện này. Ngồi rồi nè. Con sống như tôi mới vừa tập nuôi. Em dạy dở lòng ba tiếng chị Hồng ơi. Nhìn em rõ ràng với nụ cười tươi, đang nhìn anh với đôi mắt sáng ngơ ngời. Anh nghe lòng mình sao xuyến một niềm vui, như muốn tràn hòa theo mùa hương lúa chín. Lúa chín thì lúa cũng trổ đồng đồng rồi chứ bộ. Ủa, thì anh có nói gì đâu. Mà lúa anh là lúa ngắn ngày mà, đúng không? Dạ đúng. Lúa thoảng trơn sơn bay trong gió, bông lúa đưa lên là chốn đồng. Bông lúa đưa ngày mai tóc em bướm ngã hương đồng. Em tặng cho anh con chim sáo nhỏ mà em đã nuôi nó từ vào mùa thu. Mỗi khi đi ruộng về, anh đứng trước dàn chim, nhìn con sáo nhỏ đang rỉa lông tập môi. Dễ thương em ha. Mỗi khi nhớ bên em, anh hãy nghe nó ôm vào tóc với giọng người với ba tiếng chỉ không ơi. Chị Hồng ơi. Chị Trúc Đào hát hay quá. Chị Kim Nhu. Ủa lộn. Lại. Chị Kim Nhu hát hay quá. Vậy là Tiểu Long Nhân hay là con gì? Con sao? Con sao? Hay quá chị Nhu ơi. Hay quá à.
Nói chung là cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Đầu xuân ơi. Mà Võ Minh Lâm bị thính giả ép ca bài lần đầu tiên không? Dạ, khi mà xuống chương trình thì em cũng xin chúc cho tất cả mọi từ người. Từ từ chưa? Từ từ, để nói dạ. Đã cuốn chương trình đâu ra? Phải nói là hôm nay Lâm bị gọi là các danh ca của chương trình gọi là dần lên bờ xuống ruộng luôn. Ơi cái này là ngẫu nhiên nha. Như chừng chương trình chỉ là gọi ngẫu nhiên chứ không biết trước là tại sao các bạn ca hay không biết luôn nha, hay là dạ. Do biết là có Lâm á cho nên là hình như là hôm nay là ngày sông đất cho nên chương trình gọi là được tổ đãi tuyển chọn giọng ca vàng hay sao đó. Thử thách đó. Ôi bất ngờ ghê luôn anh mà Hiệp ha. Mà kiểu giao đãi qua lại rất là nhiều. Nhưng mà lúc nãy anh Hiệp nói là có tổ điện thoại đãi đó mà. Nó vừa nói xong là hết đãi luôn. À người đừng nói. Lúc nãy tín hiệu nó hơi bị dập một chút xíu. Dạ. Nhưng mà Nhu ca rất hay hả Lâm hả? Dạ hay quá. Ừ. Kim Nhu ơi. Dạ. Em có em cảm thấy như thế nào về cái cảm xúc của ngày đầu năm khi mà chị thấy nói em chung là cảm xúc ngày đầu năm thì em rất là vui vẻ, chị rất là vui vẻ, rất là háo hức luôn đó. Ý là cái khi mà em hát với Lâm với một cái bài mà chị thấy là rất là hay, kiểu như là Lâm mặc dù là lần đầu tiên Lâm mới hát cái bài này mà Lâm giao đãi rất tốt với em nè. Dạ nói chung là em nói chung là giờ cảm xúc nó bồi hồi bỏ hỏi lắm chị. Không, bài này dễ thương thiệt á. Lâm cũng nghe rồi nhưng mà Lâm chưa có dịp ca bài này. Nhưng mà sau khi hát chung với Kim Nhu bài này thì Lâm thấy rất là thích. Và chắc chắn là sẽ thu âm bài để dành nữa. Đúng rồi đó, dễ thương. Anh Lâm và chị Nhu. Chứ còn bỏ anh Thanh và cô Hồng sang bên đi. Cảm ơn em nhiều lắm Kim Nhu. Nói chung là lời chúc năm mới thì chị cũng không biết chúc gì. Chỉ mong em cùng với gia đình lúc nào cũng có nhiều sức khỏe để mình có thể làm được nhiều việc nha. Đặc biệt là năm nay làm củ kiệu ngon hơn năm ngoái nha. Lâm chúc rồi đó. Bụng mê củ kiệu lắm hả chị Lâm? Rồi Kim Nhu em nói gì? Trước khi thì xuống chương trình thì em cũng tính không chị Thu. Ước gì chương trình dài hơn chút nữa. Trời ơi, 60 phút á là dài lắm. Dạ. Rồi em. Thì em cũng mong là được gặp Minh Lâm một ngày gần nhất thì không có biết nói gì hơn thì chúc cho Minh Lâm sẽ có thật nhiều show trong năm mới nha. Chúc cho anh Hiệp, chị Thu thì cùng tất cả ekip chương trình nó sẽ tạo ra những chương trình mới để cho khán giả chúng em giao lưu nhiều hơn. Cảm ơn Kim Nhu rất là nhiều luôn á. Dạ. Cảm ơn em. Rồi chào tạm biệt em nha. Dạ chào chị. Nghe Kim Nhu chúc xong là Lâm biết là năm nay Lâm sẽ có nhiều hơn 2 show của sàn diễn đời và nghề đó. Tại sao? Tại vì mỗi năm có 1 show, 1 khai trương đó. Duy nhất 1 show, 1 đêm duy nhất hả em ha? Hôm nay thật ra thì Lâm có chuẩn bị một món quà để gửi tặng cho quý vị trong ngày đầu năm mới. Mà nãy giờ thì thấy mọi người ép Lâm ca khá là nhiều. Cho nên là Lâm có muốn ca nữa không? Dạ. Có còn chứ. Còn thời gian không? Còn thời gian. Thấy cũng là tội cho Lâm á, sợ Lâm mệt. Nhưng mà thôi ngày đầu năm thì mình mở hàng đi cho nó hên. Để một năm Lâm sẽ được rất nhiều show và ca được rất nhiều bài nha. Dạ. Rồi. Và bây giờ thì Lâm xin gửi tặng cho quý khán thính giả gần xa bài Vòng Cổ Tình Xuân, một sáng tác của soạn giả Hoàng Song Việt. Mây trời xanh thắm dòng sông xanh, nghiêng nghiêng én đùa chào liền trên đồng xanh. Nắng xuân mơ màng cho lúa vàng đơm bông, xóm thôn từng bừng vui đón mùa xuân sang. Mai vàng từng cánh khoe màu, ngoài hiên hoa cúc hoa làng gió đùa ngang nhiên. Niềm vui trong mắt bao người, tiếng nói nụ cười náo nức đường quê. Đò ngang đưa bước người xa, về thăm quê nhà thăm đất trời vào xuân. Mùa xuân ơi cứ đến rồi đi, mà hương sắc mùa xuân vẫn nồng nàn tươi đẹp quá. Trong ánh mắt của ba, trong nụ cười của má, và tha thiết của ngoài tôi đang thăm đỏ môi.
trâu. Ngoại vẫn ngồi gói bánh ngoài như những năm nào. Bà chỉ cách chùi bộ lư đồng cho anh rể. Còn má, má dạy nêm nếm thịt kho tàu cặn kẽ cho chị dâu. Thằng Út bưng mâm ngũ quả trên bàn thờ, mang ý nghĩa dừa đủ xoài cho sung túc. Mâm cơm canh mừng gia đình đoàn tụ, thắp nén hương thơm làm lễ rước ông bà. Đêm buồn dần trên xóm thôn kia đó đây bập bùng, nồi bánh đêm giao thừa sao ấm nóng tình xuân. Xa xa hương giang chuồng chùa chờ mong giây phút thiêng liêng. Trời đất đang vào mùa, người chắp tay nguyện cầu cho xóm làng bình yên no ấm cho mùa sau. Mừng một cả nhà trong tà áo mới, chúc thọ ông bà mừng tuổi mẹ cha. Em theo bạn lên chùa hái lộc đầu năm, ngắm mãi ông đồ già bên những câu đôi đỏ. Chợt thấy ánh mắt nhìn em làm hồng thêm đôi má. Người bạn học chung trường cách biệt mấy năm xa. Cũng một ngày xuân đi lễ chùa năm ấy, anh gửi một bài thơ dũng dạy tuổi học trò. Chợt thấy nắng xuân thêm rực rỡ chan hòa, cành lộc trong tay ngát mùi hương rất lạ. Quê nhà ơi sao mình yêu thương quá, nghe giữa tâm hồn đang hối hả vào xuân. Wow, trời ơi, cảm ơn Bảo Minh Lâm rất nhiều. Mệt không? Dạ, hôm qua diễn tới 2 giờ mấy mới xong á. Mấy sáng mới về nhà cho nên là giọng hơi rè rè chút. Mà năm nào cũng vậy chứ, mỗi lần là xong đất đầu năm cái chương trình là không biết làm sao mà giọng cứ rè rè dữ vậy. Không, năm nay có tiến bộ, không có bị cảm. Mấy năm trước còn cảm nghẹt mũi luôn á. Dạ, cho nên là nhiều khi mọi người thấy giọng hơi rè rè là do là diễn xong rồi cái về nhà khuya quá. Mà phải nói là cường độ làm việc của Lâm khá là dày. Dạ, cảm ơn các anh các chú nhà công đã hỗ trợ hết sức mình cho giọng của Lâm. Cảm ơn các anh rất nhiều. Nhưng mà dù mệt mệt nhưng mà nghe giữa tâm hồn vẫn rạo rực xuân. Dạo xuân. Đúng không? Dạ. Cảm ơn Võ Minh Lâm với những cái khúc ca mùa xuân, và cảm ơn tất cả thính giả đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay đó. Dạ, năm nay hứa hẹn sẽ là một năm rất là rạng rỡ của sàn diễn đời và nghề. Dạ. Toàn cao thủ không. Và 60 phút của chương trình cũng sắp khép lại, và cũng cảm ơn Lâm một lần nữa dành cái khoảng thời gian bận rộn của mình để mà đến đây với Ngọc Thu, với Nam Hiệp và với tất cả quý vị thính giả sàn diễn đời và nghề. Bây giờ Lâm sẽ chúc lời chúc gì đến với tất cả quý vị thính giả, cũng như bày tỏ cái cảm xúc như thế nào, chia sẻ cảm xúc gì sau khi mình đã trải qua 60 phút cùng với một cái chương trình đầu năm như thế này. Dạ vâng, đầu năm thì đây là cái show diễn đầu tiên của show diễn đầu tiên. Trong những năm mới thì Lâm rất là hạnh phúc và rất là cảm kích bởi vì tình cảm mà sàn diễn đời và nghề đã luôn ưu ái và dành cho Võ Minh Lâm, năm nào cũng được sống đất. Cho nên là hy vọng năm nay thì tiếp tục ủng hộ Lâm để cho Lâm có thêm nhiều cái show diễn sàn diễn đời và nghề nhiều hơn nữa để Lâm có thể đến gần với bà con, với khán giả. Và năm nay thì nhân dịp đầu năm mới phải chúc Tết đúng không ạ? Đúng rồi. Yeah. Nhân dịp đầu năm mới xuân Giáp Thìn 2024, Võ Minh Lâm xin chúc cho chị Ngọc Thu, anh Nam Hiệp cùng với tất cả quý khán thính giả gần xa một năm dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý nè, tiền vô như nước, tài lộc đầy nhà, và ước gì được đó. Được. Chúc mừng năm mới. Được. Cảm ơn những lời chúc tốt đẹp từ nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm, người song đất cho sàn diễn đời và nghề năm Giáp Thìn 2024. Và một lần nữa thì ekip thực hiện chương trình xin gửi lời chúc mừng đến Võ Minh Lâm với những thành quả, những dấu ấn mà mình đã đạt được trong năm vừa qua, và hy vọng
năm tới sẽ có nhiều sản phẩm tốt hơn nữa, nhiều dấu ấn lan tỏa hơn nữa để giới thiệu cùng với những thính giả của sàn diễn Đời và Nghề ạ. Dạ, cảm ơn anh Hiệp. Dạ, còn bây giờ thì Ngọc Thu, Nam Hiệp, Võ Minh Lâm cùng với ekip thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị những ngày nghỉ Tết, những ngày ăn Tết thật vui vẻ, ấm áp bên gia đình, bạn bè, người thân của mình. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.